anh Nobi, sáng giờ anh câu có được không? À không, tôi đang thả. Để em quan sát thêm. Thả vào HTV3 Brooms TV tháng 7 này. Thật nhiều điều thú vị qua loạt chương trình cực vui và hấp dẫn, với khung cảnh vừa thanh bình vừa rắc rối khó đoán nơi khu rừng của cô bé Masha và chú gấu Sip. Xin chào quý ngài nhiều chân mỏng măng. Những góc nhìn đáng yêu đầy tích cực của cô bé Hellpepper, là những báo bối kỳ diệu nhưng cũng lắm lúc kỳ lạ của Doraemon, chú mèo máy đến từ tương lai. Còn bây giờ, hãy cùng hóa trang một chút để chào đón một bộ phim mới toanh trong khung giờ phim truyền hình. Đó chính là cuộc đối đầu không khoan nhượng của đội cảnh sát chống gian lận trước các tổ chức lừa đảo qua mạng đầy tinh vi trong thế giới không gian lận. Bên cạnh đó là những tình tiết gây cấn tiếp theo trong cuộc chiến khốc liệt chống thương trường của thế lực cạnh tranh. Và cuối cùng, Choi Chadu là những tình huống gia đình vừa gần gũi vừa thú vị của cô bé Chadu. Sẽ chia khoảnh khắc cả nhà cùng vui. HTV3 Dreams TV.